Hello everybody, how are you? Ok, chào mình quay trở lại kênh Hoàng Retouch của mình nha. Thì mình có làm video giới thiệu về con Samsung Galaxy A30s rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về hiệu năng của nó nha. Và mình sẽ test liên quân trên con Samsung Galaxy A30s này cho anh em. Và đây là Samsung Galaxy A30s. Con này thì màn hình giọt nước 6.4 inch nha các bạn. Công nghệ màn hình Super AMOLED HD+, RAM 4GB và bộ nhớ 64GB. Hiện tại thì bộ nhớ con này còn trống khoảng 49.7GB. Con này có khe ổ trợ thẻ nhớ lên 512GB nha. Chạy hệ điều hành Android 9.0, chạy chip Exynos 7904 8 nhân, 64 bit, tốc độ 1.8 GHz, đồ họa Mali G71. Con này thì pin 4000 nha các bạn, pin 4000. Giá hiện tại của nó là 6.290.000, 6.290.000 cho Samsung Galaxy A30s RAM 4GB. Ok, mình giới thiệu các bạn đây là tính năng Game Booster. Game Booster được trang bị ở trên dòng sản phẩm Samsung. Oppo thì có không gian trò chơi, Vivo thì có trợ lý trò chơi và Samsung mới trang bị thêm một tính năng khá là hay, đó là Game Booster ở trên dòng sản phẩm Samsung Galaxy A50s cũng như là Galaxy A30s. Đây, Game Booster. Ok, bắt đầu. Mình sẽ test liên quân trên con A30s cho anh em nha. Con này thì RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Giá là 6.290.000. Thì tầm RAM 4GB, các bạn có thể tham khảo thêm dòng sản phẩm Vesmart Line nha, giá 5.990, chạy chip Snapdragon 675 hoặc là Vivo i15, chạy chip Helio B22, con đó thì giá chỉ có 4.990, có RAM 4GB luôn các bạn. Samsung thì có con này cũng như là Samsung Galaxy A50s. Về dòng Xiaomi thì con Redmi 7 RAM 4GB. Xiaomi Redmi Note 7 chứ, Redmi Note 7. Ok các bạn đợi mình xíu nha. Này máy mới nên mình cần phải cập nhật một số thông tin vô và mình sẽ test cho các bạn. Chơi game với chip Exynos 7904 thì sao đây? Con này thì màn hình 6.4 inch, nói chung là con này thiết kế cũng khá là nhỏ gọn, mỏng 7.8 mm, nặng 166 gram. Cầm chơi game thì rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Ok các bạn đợi mình xíu nha, mình đăng nhập vô tài khoản một chút xíu. Kênh của mình cũng là một kênh khá mới nên cần các bạn góp ý cũng như xây dựng kênh. Một lần nữa thì ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, mình rất là thích khi nói câu là ok. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình nha. Hãy tiếp tục và làm bạn của nhau nhé, mình làm bạn nhau em nhé. Ok, khá là nhiều quảng cáo thì đây mình có con này mắc setting hay không nha các bạn. Bạn cùng chờ đón sau màn tắt quảng cáo. Đây, vô rồi. Ok, con này bật FPS cao được nha. Đấy, lên FPS cao luôn. Độ phân giải HD nè. Chất lượng hình ảnh HD luôn. Wow, max setting nha các bạn. Max setting cho Samsung Galaxy A30s nha. Chất lượng hình ảnh HD, độ phân giải HD, bật FPS cao. Ok, và bây giờ vô quốc thôi. Sai. Một tin vui cho các bạn là con này bật FPS cao được, chất lượng hình ảnh cũng như độ phân giải MDRHD nha. Một tin vui. Và bây giờ sẽ vô test game thử coi tình hình ở chiến trường bên trong sẽ như thế nào. Chứ bên ngoài thấy ngon rồi đó. Chọn lẹ thôi.
Yeah. Mình đã chọn trước rồi. Cứ cứ. Ok các bạn đợi xíu nha. Vô trận là mình sẽ quất test cho các bạn. Nếu các bạn mua về để chơi game thì theo mình thì mua A30 cũng được rồi các bạn. Bởi vì A30 con này với con A30S này thì cũng sử dụng cùng một chip thôi, cùng RAM luôn. Con này chỉ nâng cấp so với A30 là cái camera cũng như thiết kế mặt lưng sau thôi. Giá con này thì mắc hơn các bạn. A30 giá chỉ có 5 triệu 7 thôi, con này là 6 triệu 2. Nói chung là chênh lệch cũng khoảng mấy trăm ngàn đó. Nó để đầu tư vô camera cũng như mặt lưng cho con này chênh lệch lên chút xíu. Chứ hai con thì hiệu năng cũng y chang nhau thôi. Tôn Ngộ Không mà. Nói chung là mình vô chỉ để mình test game cho anh em thôi nha. Mình test game coi cái máy này có max setting hay không, rồi chơi có giật lắc hay không, rồi FPS nó là sao thôi nha. Chứ mình chơi game khá là tệ nên các bạn đừng có quan tâm đến phần chơi game của mình, mà hãy quan tâm đến cái nội dung chính là về cái phần máy á, là máy nó chơi game nó sẽ như thế nào thôi. Phần chơi game mình chơi dở thì cũng đâu liên quan gì đâu. Ví dụ mình có chơi hay đi mà con này FPS cao thì cũng đâu gọi là ngon đâu. Ok vô thôi. Ok vô trận chiến nha các bạn. Con này bật được FPS cao nha. Ok. FPS 60 nha. 60, 59, 53, 55. Nói chung là con này bật FPS cao được, nhưng mà FPS của nó không nằm ở mức ổn định nha các bạn, mà nó cứ nhảy tùm lum hết. Nói về FPS cao mà ở mức ổn định là 59, 59, 60 không á, thì có A50, A50S, A70, V15, Realme 3 Pro, Oppo A9, Redmi Live, chỉ sấp mặt, sấp mặt. Ôi, em bé đó xuống còn ba mấy luôn kìa. Hôm bữa mình có test con Oppo F11 Pro, RAM 6GB, chạy chip Helio B70. Thì FPS của con đó nhiều lúc cũng rớt xuống khoảng ba mấy luôn á. Mình cũng không hiểu tại sao. Mai đi học Oppo, Apple mà. FPS con này rớt ghê quá các bạn ơi. Thôn Ngộ Không mà. Chạy thôi. Chạy ơi. FPS con này khá là thất thường ta. Ồ, bên cánh trái đông quá, bên cánh phải không có ai hết vậy ta.
FPS con này nhìn chán quá ta. Con này thì max setting hết nha. FPS bật được FPS cao luôn. Mà sao chỉ có nhiều lúc rớt xuống còn ba mấy bốn mấy. Ơi, đĩ cờ tôi một không. À, đồng quá. Chạy đủ xúc quần luôn. Quần xúc mà kéo lên không kịp luôn nha các bạn. Khách kia, khách kia. Khách kia. Nó ăn không mà. Trời ơi. Giật dữ vậy. À, có bồ mình đây rồi. Mẹ mày cái thằng Tôn Ngộ Không này. Ngon mày đứng lại mày. Lại đây mày. Chị Tôn Ngộ Không. Lũ chó này. Đồ. Đi chạy đây khoảng mình đi thẳng lên lên 400m bên trái có cái bộ sông Việt. Nghe còn nó hên, nó có cái trụ bắn không là nó chết cho mình rồi. Hit 1 chết 2. Sắp xong rồi anh. Chị ăn không nè. Thì bò ơi là bò. Tính ra mình bắn gà không nên rồi tôi cho bồ. Má tôi chạy xúc quần vậy. Con này pin 4000 các bạn. Pin chuẩn lipo 4000. Shut down. À, chạy không kịp luôn trời. Chết. Chết sắp mặt. Chuyển tay đi. Nằm phơi càng không. Này không cho mình tạo kiểu mình nằm ha. Tạo kiểu mình nằm cho đẹp đẹp xíu. Nằm vậy xấu quá. Ok về đây rồi. Bây giờ thì sau khi chơi được khoảng 50 phút thì FPS giờ xuất còn 4 mấy thôi. Lúc đầu vô thì 60 lên rồi 60 thì giờ rớt sắp mặt luôn. À, ga nộp mạng không vậy trời. Ủa đông vậy. Ôi biến về lẹ đi bộ đông quá trời. Ủa thấy mình rồi, thấy mình chưa. Hên quá về đến nhà rồi. Ủa mình đứng đó, mình đứng cạnh nó luôn, nó không biết trời. Bộ mình
gì vậy? Hốt sát, hốt tất liệt. Nè nè nè, à, chị bắn ghê quá các bạn ơi. Hẹn thằng John hai nằm phơi càng rồi. Ồ, FPS rớt xuống còn có 30 luôn kìa. Theo như mình thì các bạn mua này, con mua con A30S này về về chơi game thì cần phải suy nghĩ lại nha. Nói chung là mua con này về để nghe gọi chụp hình rồi làm đẹp các kiểu thôi, lướt web rồi thôi, chứ mà mua về chơi game liên quân thì mình cảm thấy con này chơi nãy giờ mình test mình cảm thấy hơi tệ chút xíu nha. FPS gì đâu mà rớt xuống còn 30 trong khi bật FPS cao được. Giá là tới 6,2 triệu nữa. Mình ra chuyện rồi nằm nền cho tôi nói thôi. Quốc rượu bấy bắt mày. Bồ tôi đâu rồi? Trời ơi, bồ ơi là bồ. Có một mình không dám làm ăn gì hết. Ấy ấy có một thằng. Ấy. Đây rồi. Mày. Mày. Nó đâu rồi? Không biết đâu. Ôi uống đĩ cửa, nó quét một cái thôi mất chục ký máu rồi trời. Phải đem bịch đi hứng máu luôn á. Bồ quất đi. Trời ơi, bồ tôi đi luôn. Má thiệt bồ. Ôi ai bồ sắp mặt. Nó giết xong còn tặng thêm con khô nướng nó treo ở đây nè. Treo trên đầu đó luôn. Nãy giờ ăn hết hai bịch bún tán rồi. Tình hình thì trụ bên mình đã bị phá sắp hết rồi, còn bên đó chưa có mất trụ nào hết. FPS chán quá trời ơi, giờ này bộ mình đủ đi nó giết mấy con yêu tinh nhìn nhện chi trời. Tập trung như chuyên môn đi các bạn ơi. Đồ chết mẹ, bộ bên đây rồi đập bấy bá rồi kìa. Rồi xong tự chiến luôn. Trời ơi, đập rồng trời. Thôi đập ké luôn đi. Má rồng mạnh vậy. Đấy. Má không tin luôn á. À còn mấy 6.000 mấy máu bị bộ nó cướp rồi. Tiệt chứ. Chết gì con rồng nó quýnh trời ơi, một sự nhục nhã thiệt. Tình hình là trận này tụi mình chắc sẽ thua rồi. Nằm sấp mặt và thua cũng sấp mặt luôn rồi. Bên đây đông quá. Bên đây đông vui nè. Bộ đông địch thúi qua đây hửi thúi hửi địch kia. Tiến lên Lào. Tiến lên Lào các bạn ơi. Ê kì gì? Đi cửa nó. Má, cho con rồng nằm ngay đó trời. Mày ra lên mày. Mày cho trụ tao dứt mày luôn rồi con. Ôi đông gì. À bộ nó gì đâu đông quá. Anh em mình đâu hết trơn rồi. Qua đi.
Vô ba đi các bạn ơi, là mình cùng nhảy sập sinh nào. Ấy, ôi xong, xác định luôn rồi. Ủa bộ gì đâu rồi, 8 đứa trời. Hết nhảy nổi rồi, mới vô cái nằm liệt luôn rồi. Rồi xong phơi càng luôn. Bộ mình phơi càng luôn rồi. Ok, cảm ơn anh em đã coi video mình nha. Mình vừa test Liên Quân trên con Samsung Galaxy A30s giá 6.290.000, RAM 4GB và nhớ 64GB, chạy chip và Exynos 7904 8x64 bit, tốc độ 1.8 nha. Con này thì pin 4000, thì sau khi mình chơi được khoảng 20 phút thì mình cảm thấy máy con này cũng không nóng lắm đâu các bạn, hơi ấm một chút xíu nhẹ thôi nha. Con này thì màn hình 6.4 inch, màn hình giọt nước Super AMOLED HD cộng nha. RAM 4GB bộ nhớ 64GB. Thì con này max setting hết nha các bạn, tất cả đều max setting hết, nhưng bật được FPS cao, nhưng FPS con này chơi không biết sao mà chỉ có ba mấy bốn mấy thôi, lúc đầu vô thì 6 mấy, bây giờ đó chỉ còn ba mấy bốn mấy thôi, không hiểu nha. Và tầm giá 6.290.000 thì các bạn nên suy nghĩ đi, cân nhắc, đừng nên mua con này, theo mình là vậy nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn nha, nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Ok, tạm biệt anh em.